dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở Innianwell năm nay, Stenwazka chạm trán Roger Federer trong trận đấu kéo dài 57 phút, với thắng lợi thuộc về tàu tốc hành. Đây là chiến thắng thứ 22 của Federer sau 25 lần chạm trán tay vợt đồng hương. Thường xuyên nếm trái đắng trước FedEx, Stenwazka không muốn chạm trán tàu tốc hành quá nhiều. Tôi không thích đối mặt Federer quá nhiều. Tôi rất vui vì tình bạn tốt đẹp với anh ấy. Song thú thật mỗi khi chạm trán, tôi luôn gặp khó khăn bởi lối đánh của anh ấy. Cá nhân tôi thích gặp Djokovic hơn. Lối đánh của Djokovic dễ thở hơn một chút cho tôi, và tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát trận đấu nhiều hơn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xong, sau tất cả, tôi thích đối mặt với thử thách. Nếu bạn muốn vươn lên top đầu, nếu bạn muốn giành chiến thắng ở những giải đấu lớn, bạn cần phải đánh bại tất cả bọn họ bằng mọi giá, tay vợt hạng 36 thế giới cho hay. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, Wazinka cũng tỏ ra hạnh phúc vì mối quan hệ gần gũi với Federer. Đối với tôi, thật tuyệt vời khi được ở cùng đất nước với anh ấy. Chúng tôi biết nhau trong quãng thời gian khá dài. Khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn còn trẻ và nằm ngoài bảng xếp hạng. Anh ấy thật sự đã giúp tôi rất nhiều. Bản thân tôi cũng đã có cơ hội tập luyện với tay vợt xuất sắc nhất thế giới, tay vợt 34 tuổi cho hay. Bảo Bảo 19h21 phút ngày 11 tháng 4 năm 2019. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.